Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời vào thế kỷ thứ 13, do sơ tổ Trần Nhân Tông khai sáng, phát triển lên đến đỉnh cao ở đời các vua Trần. Dòng thiền này đã trải qua hơn 700 năm thăng trầm thịnh suy theo mỗi thời kỳ và gần như bị lãng quên ở thế kỷ 20. Thiền sư Thích Thanh Từ là người đã có công tiếp nối phục hưng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử vào cuối thế kỷ 20. Từ đó, thiền phái Trúc Lâm không những phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam mà còn có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tháng 4 năm Nhâm Dần 2022, Đại Giới Đàn Trúc Thọ mang tôn hiệu Thiện Hoa đã trang nghiêm diễn ra tại Thiền Viện Thường Chiếu, tỉnh Đồng Nai, với hơn 3.000 giới tử xuất gia tham dự, gần 2.000 Phật tử thọ Bồ Tát giới và hơn 3.000 Phật tử quy y. Đây có thể xem là một trong những đại giới đàn có quy mô lớn nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, có ý nghĩa vô cùng to lớn để tưởng nhớ công ơn của Tổ sư Thích Thiện Hoa, bậc long tượng tòng lâm sáng ngời của Phật giáo Việt Nam thời cận đại, đã tiên phong thắp đuốc cho phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam thời kỳ phục hưng. Đại giới đàn còn mang ý nghĩa chúc thọ đến Đại Lão Hòa Thượng Thiền sư Thích Thanh Từ, trưởng tử của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, người đã kế thừa tiếp nối thành công con đường phụng sự vì đạo Pháp, vì nhân sinh của Thầy Tổ. Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã chủ trương phát triển pháp môn tu thiền và phục hưng rực rỡ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thắp sáng ngọn đèn thiền nước Việt, có phần xiển dương Phật giáo Việt Nam phát triển mạnh mẽ ở thế kỷ thứ 20-21. Hòa Thượng Thiền sư Thích Thanh Từ, thế danh là Trần Hữu Phước hay còn gọi là Trần Thanh Từ, sinh năm 1924 tại làng Tích Thiện, quận Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, trong một gia đình trung nông thuần Việt. Thân phụ của Hòa Thượng Húy là Trần Văn Mão, từ nhỏ theo nghiệp nho, giữ nếp sống thanh bần. Cụ ông theo đạo Cao Đài. Thân mẫu của ngài Húy là Nguyễn Thị Đủ, quê làng Thiện Mỹ, quận Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ, nay là tỉnh Vĩnh Long. Cụ bà chân chất hiền lành, suốt đời tận tụy hy sinh vì chồng, vì con. Hòa Thượng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo túng, nhưng ngài đã toát lên những nét riêng từ thuở ấu thơ: trầm mặc, ít nói, thích đọc sách, có chí xuất trần và đặc biệt rất hiếu thảo với cha mẹ. Năm 1933, khi ấy Hòa Thượng vẫn còn là một cậu bé lên 9. Trong một lần cùng gia đình lên chùa Sơn Tiên trên núi Ba Thê cúng tuần thất cho người bạn, lại là nhân duyên đặc biệt trong cuộc đời của người. Chí xuất trần bắt đầu được nung nấu từ đây. Năm thầy 9 tuổi, học lớp 3 ở trường làng, thầy có người bác, ông đau, ông mất. Được tin thì ông thân thầy cùng những người thân đi lên viếng thăm. Đám xong ở lại một tuần làm tuần thất, thì thầy được theo đoàn đi tới chùa để làm lễ tuần thất cho người bác. Cái chùa đó đặt trên cái đỉnh núi gọi là chùa Sơn Tiên, núi Ba Thê.
lên chùa, ở lại buổi chiều tối tụng kinh cầu siêu, sáng bữa sau ra cúng ngọ xong mới về. Trong đêm ở lại chùa, thầy có cái cảm hứng lạ, nên sáng ra thầy tự làm một bài thơ mà không có đề. Rồi tới bây giờ thầy nhớ luôn. Non đảnh là nơi thú lắm ai, đó cảnh nhàn du của khách tài. Tiếng mõ công phu người tỉnh giấc, chuông hồi văng vẳng quá bi ai. Thì như vậy đọc cái bài thơ đó, tụi con thấy thầy có chủng tử gì? Duyên xưa lối cũ tìm về, đánh thức chủng duyên vốn ẩn tàng trong tiềm thức của một tâm hồn thơ trẻ. Bởi thế mà chẳng phải tự nhiên một cậu bé thơ 9 tuổi lại có thể thốt lên những ngôn ngữ xuất trần không ai ngờ tới. Nào ngờ đây lại là tiên kiến cho cuộc đời của một bậc thiền sư nước Việt. Duyên xưa cứ lớn dần theo năm tháng. Trong một lần nọ, người chèo đò đưa một vị thầy qua sông, gặp được vị thầy tu, chủng tử Phật trong tâm thức liền thôi thúc chàng thanh niên Trần Hữu Phước bừng lên ý niệm từ bỏ chốn trần gian chật hẹp để bước vào cửa đạo thanh thang. Hòa thượng liền ngỏ ý xin được xuất gia. Vị thầy liền chỉ hòa thượng đến chùa Phật Quang để chờ gặp hòa thượng Thiện Hoa xin xuất gia. Sau này mới biết vị thầy mà người đưa qua sông là cố hòa thượng Thích Hoằng Huệ. Duyên lành hội đủ, cũng đến lúc khai hoa, thầy trò từ kiếp nào nay gặp lại. Trong một lần gặp tổ Thiện Hoa Hoằng Pháp tại Trà Ôn, thế rồi người liền đến đảnh lễ xin tổ được xuất gia tu học. Nhận được lời hứa khả của tổ Thiện Hoa, năm 1949 rằm tháng 4, hòa thượng đến chùa Phật Quang xin tổ được thực hiện tâm nguyện xuất gia. Sau 3 tháng tập tu và công quả tại chùa Phật Quang, vào ngày rằm tháng 7, hòa thượng được tổ Thiện Hoa thế phát xuất gia tại chùa Phật Quang, Bang Trang, Trà Ôn, với pháp danh là Thích Thanh Tử. Ngài chính thức trở thành trưởng tử của hòa thượng Thích Thiện Hoa, đệ tôn của cố hòa thượng Thích Khánh Anh, pháp chủ giáo hội Tăng Già Nam Việt. Hòa thượng Khánh Anh đã lãnh đạo Phật giáo miền Nam từ năm 1957 đến 1961. Được sự bảo bọc của tổ Khánh Anh và trực tiếp giáo dưỡng của tổ Thiện Hoa, người thầy luôn hết lòng vì sự nghiệp giáo dục Phật giáo. Do vậy, con đường tu của hòa thượng Trúc Lâm được đào tạo bài bản ngay từ những ngày đầu. Với bản tính thông minh, cần cù và nỗ lực, ngài đã theo kịp lớp sơ đẳng Phật học và thông thạo chữ Hán, dù nhập học trễ hơn các huynh đệ cùng lớp, hòa thượng kể lại. Thì lúc đó đang học ở lớp sơ đẳng năm thứ 2, 30 mấy vị học, thầy vô đó vào ngày rằm tháng 4. Khi vô học thì thầy được cái phước là học nhảy sơ đẳng 3 năm, mà thầy vô gần cuối năm thứ 2. Nhờ khi học Tân Quốc Văn thì thầy thấy một câu mà thầy thích, tới bây giờ vẫn còn thuộc. Nguyên chữ Hán là địa du cố, nhi mộc du cương, gian nan giả, phi khốn ngã giả, nhi trợ ngã giả giả. Đất càng chai, cây càng cứng. Gian nan đó không phải làm khổ ta, trái lại, nó giúp cho ta đạt được những cái chí nguyện. Muốn đạt được những cái gì cao quý thì mình phải chấp nhận những cái khó khăn. Sợ cái khó thì không bao giờ làm được cái gì. Đó là một cái lẽ thật.
năm 1951, Ngài thọ giới Sa Di tại giới đàn chùa Phước Hậu do Tổ Khánh Anh làm hòa thượng đàn đầu. Thời gian này, Ngài cũng vừa tốt nghiệp lớp sơ đẳng và tiếp tục theo học chương trình trung đẳng. Hòa thượng bắt đầu được học chuyên sâu về kinh điển. Ý niệm tu thiền của hòa thượng cũng được đánh thức từ đây. Cho nên khi học lên trung đẳng thì tôi lại thấy học qua kinh Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác vân vân thì cũng dạy tu thiền. Mà sao thầy tổ mình không có dạy mình tu thiền? Cho nên tôi bất an. Tôi tự đặt câu hỏi, tại sao chúng ta học kinh thì dạy tu thiền mà mình tu lại không biết tu thiền? Rồi thậm chí có khi nói tu thiền, cái có nhiều vị nói quá trình tu thiền cái tẩu quả nhập ma, cái điên đó. Cho nên nói coi chừng tu thiền điên. Tôi lại càng thắc mắc hơn nữa. Tôi nói hơi vô lý. Nếu tu thiền điên thì ông Phật mình tu thiền, lẽ ra ông phải điên trước, phải không? Rồi các vị đệ tử ngài, mấy ngàn người tu thiền thì các ngài phải điên. Mà sao không có người nào điên hết trơn mà ta chứng quả? Trong những buổi giảng pháp sau này, hòa thượng nhiều lần kể lại những ngày đầu tha thiết để tìm học pháp môn thiền. Trong tâm thức của hòa thượng khi ấy, pháp môn thiền vẫn là cái gì đó trống rỗng, xa vời. Người tha thiết phải tìm cho ra những thắc mắc về thiền. Thiền là gì? Làm sao để được tu thiền? Hòa thượng muốn đi theo con đường thẳng tới giác ngộ như Phật, như Tổ đã đi, như những gì mà Ngài đã học, đã thấy trong kinh điển. Thế rồi, Ngài quyết định tự mình tìm hiểu về thiền như một kẻ đơn độc trên hành trình không biết sẽ về đâu. Nghe lại những lần hòa thượng kể về cuộc hành trình gian nan ấy, hàng hậu học cũng bùi ngùi cảm phục trước công đức của người. Lên trung đẳng thì hòa thượng dạy kinh Lăng Nghiêm học, thầy rất thích. Một hôm ở đó 3 giờ thức dậy công phu thì thầy phải thức sớm hơn 1 giờ để học bài, thì 2 giờ thức trong đèn ngồi học một mình, đọc lại đoạn Thất Xứ Tinh Tâm, thì đọc tới qua cái đoạn là Phật chỉ tâm cho ngài A Nan xong, thầy xúc động phải khóc, biết tại sao, nhưng mà thầy thấy rằng những cái thực mà Đức Phật chỉ ra cho mình mà mình không nhận, rồi mình cứ sống với cái gì tạm bợ sinh diệt vậy đó, mà tất cả đều chấp nhận trong cái tạm bợ sinh diệt đó, không chịu thấy sống lại cái căn thật của mình. Giữa năm 1951, chùa Phật Quang bị bom đạn chiến tranh thiêu cháy. Hòa thượng cùng thầy khăn gói về chùa Phước Hậu nương Tổ Khánh Anh. Hòa thượng tiếp tục học dưới sự giáo dưỡng của Tổ Thiện Hoa đến cuối năm 1952. Dầu người đã học và nhớ hết kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhưng đoạn kinh văn khởi đầu của bộ kinh này nói về 7 chỗ 7 tâm vẫn khiến lòng người nhiều trăn trở. Đại nguyện xuất gia của người chính là để tìm ra một con đường giác ngộ giữa muôn trùng lối đi mịt mờ không đích đến. Thiền là một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt giữa đêm đen. Có phải thiền mới là con đường đưa đến sự an lạc giữa cuộc đời đầy đau khổ này? Người nhận thấy xưa nay chư Phật chư Tổ đều tu thiền mà giác ngộ giải thoát. Vậy thiền là gì? Ta biết bắt đầu pháp môn tu này từ đâu đây? Làm sao có thể thắp sáng được ngọn đèn chân lý ấy? Cho nên với cái tâm của tôi không bao giờ hài lòng với cái gì tôi chưa biết.
nên tôi rất là thắc mắc. Lúc tôi còn ở dưới chùa Phước Hậu, mỗi tối tôi thấy sư ông của tôi, tức là Hòa Thượng Pháp Chủ, ngài sổ mùng mới vô ngài ngồi, đốt cái đèn leo lét, tôi nói chắc ngài tu thiền. Cho nên một hôm tôi đắp y lên, tôi đảnh lễ, bạch sư ông, con thích tu thiền, xin sư ông dạy con cái cách tu thiền. Thì sư ông tôi trả lời rằng, thôi đời này đời mạt pháp, tu tịnh độ thôi. Tôi hỏi, vậy con thấy sư ông ngồi trong mùn để đèn leo lét, không phải sư ông tu thiền sao? Không có, tôi ngồi niệm Phật. Thì thôi tôi thất vọng, tôi hết biết cầu ở đâu. Còn Hòa Thượng Diễn Trưởng là thầy của tôi, thì mỗi lần tôi thưa, tôi bạch, thì Hòa Thượng nói thôi ráng học kinh đi, ráng học cho hiểu, chứ còn không có dạy. Phật giáo Việt Nam khoảng cuối thế kỷ thứ 19 có nhiều dấu hiệu suy vi, đất nước chiến tranh loạn lạc, kinh điển Phật giáo không nhiều, các kinh điển Đại Thừa được phổ biến chủ yếu là tu theo pháp môn tịnh độ. Pháp môn thiền dường như đã thất truyền, và mọi kinh sách tài liệu về thiền cũng rất hiếm hoi. Với chí nguyện thiêng liêng và nhiệt huyết trào dâng trong trái tim của một tăng sinh trẻ, càng thôi thúc người khao khát được tu thiền. Hòa Thượng vẫn không bỏ qua cơ hội nào có thể tìm ra manh mối và cơ hội để được tu thiền. Khi lên Ấn Quang, Hòa Thượng Giám Đốc ngài có đóng một cái lồng lưới để ngoài sân thượng. Tối nào cũng thấy ngài ra mở cửa cái chung chỗ đó ngài ngồi. Tôi nói chắc Hòa Thượng mình tu thiền rồi. Cho nên một hôm nọ tôi cũng lên đốc y bạch, bạch Hòa Thượng, con thích tu thiền, xin Hòa Thượng dạy con phương pháp tu thiền. Cái Hòa Thượng đó, tôi đâu có tu thiền mà dạy tu thiền. Rồi thôi tôi thất vọng luôn. Năm 1953, Hòa Thượng theo tổ lên Sài Gòn tu học tại Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang, và học chương trình cao đẳng. Tại đây, Hòa Thượng thọ giới cụ túc do tổ Huệ Quang làm Hòa Thượng đàn đầu, và bắt đầu thực tập giảng theo sự hướng dẫn của tổ Thiện Hòa. Năm 1955, ngài bắt đầu tham gia Ban Hoằng Pháp của Giáo hội Tăng già Việt Nam. Hòa Thượng vừa tiếp tục học, vừa lưu giảng tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ cùng với Hòa Thượng Huyền Vi. Tuy là một vị tăng trẻ, nhưng có ảnh hưởng lớn đến công cuộc Hoằng Pháp và giáo dục của Phật giáo. Ở giai đoạn này, Hòa Thượng được giáo hội tin tưởng giao phó nhiều trọng trách và được đông đảo bà con Phật tử quý mến vì lối giảng Pháp chân thật, gần gũi cùng với tính ứng dụng rất thiết thực của ngài. Năm 1958, khi vừa học xong cao đẳng, ngài được giáo hội bổ nhiệm về tiếp nhận trường sơ đẳng Phật học tỉnh Trà Vinh và giảng dạy 2 năm tại đây. Cũng năm này, tại Phật học đường tỉnh Trà Vinh, Hòa Thượng tiếp nhận đệ tử đầu tiên và xuất gia cho Hòa Thượng Thích Đắc Pháp. Người lang thang tìm con đường tu, như kẻ tha phương đau đớn trông về cố hương mà chẳng biết đường về. Nước mắt cứ thế chỉ biết chảy ngược vào trong. Con đường tu không ít lần bế tắc. Thế nhưng trên con đường học đạo và hành đạo, người vẫn nuôi chí nguyện tu thiền và cầu học cho bằng được pháp môn thiền. Những giai đoạn khó khăn tìm pháp môn tu, khao khát được tu thiền của Hòa Thượng là câu chuyện vẫn còn in đậm trong ký ức của các bậc tôn túc Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng có kể là một hôm Hòa Thượng Thiện Hòa đã soạn cái tủ sách, thì Hòa Thượng có tìm được cái cuốn sách nhỏ là Lục Diệu Pháp Môn. Thì Hòa Thượng Diện Trưởng mới đưa nè Thanh Từ, có thấy ông hay nghiên cứu về thiền, rồi cho ông cuốn này để ông nghiên cứu. Thì Hòa Thượng nhận được cái cuốn sách đó là cuốn sách đầu tiên để Hòa Thượng bắt đầu nghiên cứu về thiền. Thì tôi mừng quá, tôi đem về tôi đọc, đọc tới đọc lui, đọc rước rồi cái tôi thích, thích rồi tôi mới bắt đầu dịch ra.
Khi dịch cái cuốn đó ra thì tôi thấy tương đối mình có cái đường lối tu thiền, nhưng mà rồi chưa có vững. Đến khi Hội Phật học Lưỡng Xuyên hồi xưa có thỉnh Đại Tạng Kinh ở bên Nhật đem về để ở tại Lưỡng Xuyên, thì sau này hội nghỉ không hoạt động, thì Ấn Quang mở trường dạy học, thì ở dưới quý hòa thượng mới gửi lên để cho Ấn Quang để vào thư viện. Rồi tôi mới xin quý hòa thượng cho tôi làm tri tạng, thì tôi khảo hết trong Đại Tạng cuốn nào dạy tu thiền để đem ra tôi đọc. Trong nhiều năm gắn bó với công việc hoằng pháp ở nhiều nơi, hòa thượng càng nhìn nhận thực tế xã hội. Những người theo đạo Phật đa phần đều rơi vào mê tín dị đoan. Đạo Phật dần mất đi sự trong sáng và trí tuệ cốt lõi bị che mờ. Trong khi sự thật về đạo Phật là chứa đựng tinh thần trí tuệ vĩ đại, không phải thần thánh hóa, cúng bái, bùa chú, mê tín như cách hiểu của nhiều người. Trong quá trình giảng dạy, Ngài nói nhiều về những giá trị cao siêu của Phật Pháp, nhưng không chứng nghiệm được đó là gì. Chính bản thân Ngài còn không biết mình đang đi về đâu. Đa đoan Phật sự, lại thiếu công phu tu tập. Hòa thượng càng thấy thương cho con đường tu của mình, sao quá đỗi mơ hồ. Đang khi còn bế tắc vì con đường tu chưa có lối ra, thì bệnh duyên lại bắt đầu ập đến. Căn bệnh suy phổi ngày càng nặng, vật vã với những cơn ho không dứt, khiến tinh thần hòa thượng bấy giờ càng thêm suy sụp. Sau 3 tháng nằm viện, động lực lớn nhất của Ngài chính là quyển kinh Lục Diệu Pháp Môn mà Tổ đã đưa cho Ngài trước đó. Hòa thượng tiếp tục say mê phiên dịch và nghiên cứu mà quên cả bệnh. Đây là thời gian tưởng chừng là bi quan nhất của người. Vậy mà sau này nhìn lại, hòa thượng lại kể rằng đó là một phúc duyên. Bị bệnh phổi là cái cơ hội không tốt đối với sự giảng dạy, nhưng là cái cơ hội tốt để tôi có thời giờ nghiên cứu tu. Năm 62 thì tôi được nằm bệnh viện 3 tháng. Sau đó thì tôi về thất, đem tạng kinh về, tôi nghiên cứu, vừa nghiên cứu vừa tu. Trong đó là tôi lấy cái Lục Diệu Pháp Môn làm căn bản. Hòa thượng rời bệnh viện lên Bảo Lộc nhập thất tu thiền. Hòa thượng Thanh Từ đã cất ngôi thất nhỏ, đặt tên cho ngôi thất lá đó là Thiền Duyệt Thất. Từ đây, Hòa thượng Thích Thanh Từ đã bắt đầu tu thiền với cơ sở ban đầu dựa theo Lục Diệu Pháp Môn. Lạ thay, căn bệnh phổi của Ngài đã bị đẩy lùi bởi công phu tu tập. Với bước khởi đầu mang lại kết quả ngoài mong đợi, Hòa thượng lại càng cảm thấy tha thiết và hào hứng hơn với pháp môn thiền. Thời gian dưỡng bệnh tại Bảo Lộc, Hòa thượng vừa tu thiền, vừa nghiên cứu kinh điển và dịch thuật. Giáo nghĩa Đại Thừa và Thiền Tông cũng được dần sáng tỏ. Các tác phẩm dịch phẩm của Hòa thượng ra đời như Tham Thiền Yếu Chỉ, Tọa Thiền Dụng Tam Ký, Tọa Thiền Tam Muội, v.v. Giai đoạn lịch sử này đã mở đầu cho sự nghiệp văn học thiền của Ngài. Đây cũng là thời gian Hòa thượng chuẩn bị cho sự trở lại Sài Gòn, mở trường Trung Đẳng Phật Học Chuyên Khoa, Phật Học Viện Huệ Nghiêm. Cuối năm 1963, Hòa thượng Thanh Từ trở về Sài Gòn cùng với bộ giáo trình Trung Đẳng Chuyên Khoa và được Thầy Tổ hoan hỷ thống nhất để Ngài mở trường dạy học. Tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng thì pháp nạn ập đến, kế hoạch khai giảng phải tạm ngưng. Đến năm 1964, Hòa thượng Thích Thanh Từ cùng với Hòa thượng Bửu Huệ và Hòa thượng Thiền Tâm chịu trách nhiệm thành lập trường Trung Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm. Năm mà thầy ở trên Thiền Duyệt Thất, cho thầy có soạn chương trình Trung Đẳng Chuyên Khoa 3 năm cho tăng ni lớn ra để mà làm Phật sự. Khi mà pháp nạn xong rồi thì thầy hứa chỉ nuôi 30 tăng
để huấn luyện 3 năm thở ra làm trụ trì. 64 là bắt đầu khai giảng. Mà lúc đó Benny ở dược sư cũng mở một lớp nữa. Quý thầy phải dạy tại Huệ Nghiêm, rồi phải dạy luôn cả dược sư. Rồi đồng thời thì Nhất Hạnh ông mở trường đại học Vạn Hạnh, rồi ông cũng mời dạy nữa. Thì thời gian đó thầy phải dạy ba chỗ, đi dạy nhiều, làm việc nhiều, mà cái phổi không sao hết. Như vậy mới thấy cái tu của thầy nó hiệu nghiệm. Nhờ mình biết tu thiền, sử dụng hơi thở, rồi cái phổi nó được nhẹ luôn. Từ đó giờ không có trở lại chút nào. Phật học đường Huệ Nghiêm, nay là Luật viện Huệ Nghiêm, chùa Huệ Nghiêm, tọa lạc tại quận Bình Tân, do Hòa thượng Thích Minh Thông làm quản viện. Hòa thượng Thích Minh Thông là một trong những học trò tiêu biểu đầu tiên của Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ, học lớp cao trung Phật học Huệ Nghiêm khi đó. Các bậc cao tăng thạc đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam miền Nam hiện nay đang lãnh đạo giáo hội phần lớn đều từng là học trò của Ngài. Hòa thượng Thanh Từ lúc đó làm cái chức là quản viện, Hòa thượng Bổ Huệ là giám đốc, và Hòa thượng Thiền Tâm là giáo thụ. Ba vị đó có ba cái cốc. Lúc đó là tăng sinh dưới trên dưới 400 ở cái nơi An Dưỡng Địa này. Thì cái từ Phật Học Viện Huệ Nghiêm bắt đầu là có từ lúc đó cho tới giây sau này. Thì Huệ Nghiêm đây là một cái môi trường mà quý hòa thượng hồi trước với cái tâm huyết là đào tạo tăng tài, là nơi giáo dục thuần tí của Phật giáo Việt Nam thời đó. Lúc mà thời gian ở đây mấy thầy rất là hạnh phúc vì cái tinh thần của hòa thượng Thanh Từ đối với tăng sinh thời đó và bây giờ lãnh đạo giáo hội. Và bây giờ đó là lúc nào cũng cái hình ảnh của hòa thượng, những cái lời nói của hòa thượng mà khi còn lên lớp thì nó ghi đậm vào trong cái tâm khảm của mấy thầy lớn bây giờ. Mấy thầy mà được học, được giáo dục ở tại Huệ Nghiêm vào cái thời đó thì thầy nào bữa nay cũng trên 70 hết rồi, lãnh đạo giáo hội. Tôi thì cũng không có cái điều kiện mà gặp Hòa thượng Thanh Từ nhiều. Tức là cái điều mà tôi có lẽ là nhớ rõ nhất là cái khi mà Hòa thượng giảng cái bộ Tiểu Chỉ Quán của Ngài Thiên Thai ở tại Phật Đường Nam Việt. Thì lúc đó đó là tôi vẫn còn là một học tăng và trực tiếp nghe Hòa thượng Thanh Từ giảng. Thì qua cái triển khai về cái pháp tu đó, tu thiền, lúc đó thì học đường chưa có chủ trương cái vấn đề này, nhưng mà Hòa thượng Thanh Từ là cái người mà bứt phá ra làm cái việc này đó ở trong cái thập niên 60, tôi nhớ như vậy đó. Về sau này đương nhiên là tôi lại đi theo cái phái của Ngài Thiên Thai và tôi triển khai rộng cái vấn đề tư tưởng Ngài Thiên Thai qua cái tư tưởng Pháp Hoa. Cho nên cái gốc của nó là cũng phát xuất từ cái chỗ mà Tiểu Chi Quán rồi ra tới cái chỗ mà Ha Chi Quán. Thì đây là cái kỷ niệm giữa tôi với Thầy Thanh Từ mà có thể gần như là gặp nhau và sẽ mãi mãi là không xa nhau là cái điểm này. Trong số những người học trò ngày ấy tại Viện Phật Học Huệ Nghiêm, một số đã theo Hòa Thượng tu thiền. Trong đó có Hòa Thượng Thích Nhật Quang đã theo Hòa Thượng tu học từ những ngày đầu gian khó và trở thành một trong những vị đệ tử lớn của Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ. Nay đã cùng huynh đệ trong tông môn thay thầy gánh vác công tác quản trị, điều hành Thiền Phái Trúc Lâm. Từ một am tranh mái lá, nay đi hiển bày hàng trăm ngôi thiền viện, thiền thất trang nghiêm bề thế có mặt trên mọi miền đất nước và ở khắp năm châu. 63 qua thì bây giờ Hòa thượng Quảng Đức Ngài đã ký đơn bảo lãnh và chính Ngài đưa con về Học viện Huệ Nghiêm và giao tận tay thầy.
Và khi mà Hòa Thượng nói giao con cho Thầy để tiếp tục tu học, thì Thầy nhẹ nhàng cúi đầu sau năm 66, thì Thầy quyết tâm giao hết các công việc. Thầy vào núi Chân Không, Vũng Tàu, bây giờ là Đảnh Tương Kỳ. Dù đã tìm ra con đường tu thiền, nhưng tất cả mới chỉ là sự bắt đầu của một hành trình đầy gian nan thử thách. Muốn tu thiền có kết quả, cần phải cắt duyên. Muốn đạt được ý nguyện tu rốt ráo, cần phải mạnh dạn buông những việc cản trở mình. Tôi không bằng lòng một điều gì mình tìm mà chưa có thấy tận nguồn gốc của nó, rồi mình hài lòng, mình cứ nói, cứ dạy mà mình không nắm vững, tôi không chịu nổi cái đó. Cho nên dạy ở dưới Huệ Nghiêm cũng như trên dược sư này 3 năm mãn khóa, thì tôi xin với Hòa Thượng Viện Trưởng, với bên Thầy Minh Châu, tôi lên núi tự tu. Cuối năm 1966, khóa học vừa mãn, như lời Ngài đã hứa, nguyện báo đáp ơn Thầy Tổ xem như đã xong. Hòa Thượng quyết định cắt duyên, lên non, giã từ Phú Thị, một mình lên núi, lập thất tu thiền. Quyết chí công phu để khám phá ra bí mật ẩn tàng sau cánh cửa không. Dầu biết trước, đây là việc sớm muộn, nhưng việc làm, quyết định táo bạo này của Hòa Thượng cũng khiến không ít người bàng hoàng tiếc nuối. Một cuộc ra đi không hẹn ngày về.